Tại SEA Games 29, Văn Trí chính là tuyển thủ đã giành tấm huy chương vàng cuối cùng. Huy chương vàng thứ 63 giúp đoàn thể thao Việt Nam qua mặt Singapore, đứng thứ 3 toàn đoàn với chỉ một lần đăng quang nhiều hơn. Đến ASEAN 2018, lại chính võ sĩ công an nhân dân này đã chinh phục tấm huy chương vàng lịch sử môn pencastilat, một lần nữa giúp thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Để trở thành người khổng lồ may mắn, chàng trai quê Nam Định đã phải đối mặt và vượt qua cuộc chiến phi thường dòng dã mấy nghìn ngày, thậm chí chấp nhận hy sinh cả hình thể. Giờ đã là một ngôi sao, một nhà vô địch ASEAN, song Nguyễn Văn Trí vẫn luôn thấy mình là một người con nhà nông chất phác, đi ra từ làng. Chỉ có cái duyên pencastilat tưởng ngẫu nhiên mà như định mệnh. Bắt đầu từ một lần đến ứng tuyển và xin tập tại Trung tâm Thể dục Thể thao Bộ Công an, mới kéo cậu thiếu niên 15 tuổi nghịch ngợm, hiếu động bước chân ra khỏi làng Ngọc Tiên, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Nam Định. Và cũng kể từ đó, pencastilat đã trở thành cuộc sống của Trí, không chỉ qua các buổi tập, những giải đấu mà đi cả vào những giấc ngủ, ước mơ. Nghiệp pencastilat của Trí là một hành trình thẳng tắp. Thế nhưng, phía sau hành trình sang năm thứ 10 đã vươn tới vinh quang choáng ngợp là những cuộc chiến phi thường mà anh chàng sinh năm 1994 phải đối mặt và vượt qua. Dù sức mạnh, ý chí và sự bền bỉ có thừa, song Trí lại bộc lộ những hạn chế rất cơ bản, nhất là sự dẻo dai, khéo léo và từng có thời điểm tưởng như không có hy vọng gì. Bước ngoặt quyết định cũng đầy may mắn của Trí là khi được thầy Nguyễn Xuân Hải, với đôi mắt xanh của một người từng nhiều năm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, nhắm tới các hạng cân nặng để đầu tư, đào tạo, cho dù lúc đó cậu học trò mới chỉ 56kg. Năm 2009, em lúc ấy là em cũng học xong lớp 9, thì em cũng bảo bố em là em thích tập thể thao, thì bố em mới liên hệ với bác Cường. Bác Cường em dẫn em lên chỗ thầy Hải tập, là cùng tập với bên công an từ năm 2009 đến năm 2013 em lên đội tuyển trẻ. Xong rồi em về năm 2014, xong rồi 2015 em lên đội tuyển chính. Xong rồi về năm 2015 đến 2017 đến 2018 đang ở trên đội tuyển quốc gia bây giờ ạ. Cách đây 9 năm. Thì khi mà vận động viên vào thì vận động viên là một vận động viên bình thường, chưa biết gì võ. Thì ban đầu tuyển chọn thì có một số cái tố chất mà trong cái test tuyển chọn của đội Silat công an ấy thì có những tố chất mà vận động viên Trí đạt được rất tốt, nhưng mà có những cái tố chất như ví dụ như là dẻo, độ khéo thì vận động viên Trí thì cũng không có. Và Trí đã bước vào một cuộc chiến gian khổ mang tính sống còn đối với sự nghiệp, gói gọn trong hai chữ đơn giản, song lại là một thử thách cực lớn, cực khó, tăng cân. Thế nên ngoài chuyện tập luyện, thi đấu như các đồng đội, nhiệm vụ đặt ra cho chàng võ sĩ qua từng ngày, từng tuần, từng tháng và từng năm là làm sao để tăng được cân. Không chỉ tăng nhanh mà còn phải phù hợp với thể hình thể lực và đòi hỏi chuyên môn. Phương thức cơ bản nhất dĩ nhiên là phải ăn thật nhiều, kết hợp với các bài tập chuyên biệt. Có ngày Trí phải ăn tới 5 bữa, ăn trong nỗi ám ảnh và giống như một cực hình. Cuối cùng phải mất tới 4 năm dòng dã, Trí mới đạt được trọng lượng chuẩn để có thể tập luyện, giữ tranh các hạng từ 85 đến 90kg. Từ 56 lên 90kg, Trí tăng tới 34kg. Xét ở một mặt nào đó, đây cũng là một sự hy sinh ghê gớm của chàng võ sĩ đầy đam mê và giàu khao khát. Qua những cái thời gian huấn luyện ấy thì thấy là vận động viên Trí sẽ hợp với hạng cân to. Thế nên là ban huấn luyện cũng đôn dần dần. Nói chung là để mà tăng cân cho vận động viên Trí thì chỉ họ trong vòng 4 năm trở lại. 4 năm trở lại thì cho vận động viên Trí tăng từ 75, xong thì đánh 75 xong tăng lên 80, xong đánh 90. Sau 9 rồi, xong rồi bắt đầu lên 75, xong rồi lên 80, xong rồi 8 năm, từ năm 2015 đến giờ đánh từ 85 đến 90 luôn ạ. Có lẽ cũng chính việc phải tập trung để tăng cân đã phần nào ảnh hưởng tới sự phát triển chuyên môn của Trí. Trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa chỉ mất 2 năm để có thể tranh chấp thành tích trong các giải đấu chính thức,
thì Chí cần tới 4 năm mới giành được tấm huy chương đồng tại giải trẻ toàn quốc. Cái sự chậm này còn theo Chí mãi về sau. Chỉ có điều, nó chẳng bao giờ làm Chí buồn nản, mà càng trở nên mạnh mẽ, quyết tâm. Bước đột phá chỉ đến khi Chí có màn trình diễn xuất sắc tới mức xuất thần tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á. Trong đó có chiến thắng khó tin ở chung kết trước võ sĩ vượt trội hơn mình về mọi mặt. Đó có thể coi như là một cột mốc để Chí tự mình có thể tranh chấp song phẳng, có thể chiến thắng bất cứ đối thủ nào ở hạng cân của mình. 2016, em có đánh giải sinh viên ở Singapore. Không hề, ở đấy em đánh thắng các đối thủ cũng mạnh. Thì đấy em biết là mình bắt đầu đang phát triển đấy. SEA Games 2017 giống như một cột mốc đánh dấu cú vượt ngưỡng về đẳng cấp của Chí. Ở trận chung kết trước đối thủ sừng sỏ người Singapore, Chí đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm khi tung ra nhiều đòn tấn công liên tục lấn át võ sĩ. Tuy nhiên, Chí cũng bị đối thủ chơi xấu bằng một cú đánh vào mạng sườn khiến anh ngã ra sân. Mất vài giây sau mới có thể nén đau để tiếp tục thi đấu. Chí với sự lì lợm đặc biệt vẫn đánh bại đối thủ một cách tâm phục khẩu phục trước khi cất tiếng hét vang giải tỏa áp lực, mang về huy chương vàng thứ 3 cho môn pencastilat Việt Nam. Cũng chốt sổ huy chương vàng để đoàn thể thao Việt Nam vừa kịp qua mặt Singapore trên bảng tổng sắp. Biệt danh Chí Lì cũng nổi khắp làng pencastilat khu vực từ đó. Hiếm võ sĩ nào trên thế giới, tâm lý và khả năng khi thi đấu còn hơn nhiều so với tập luyện, nhất là trước đối thủ mạnh hơn mình. Thì vào thi đấu như thế, chứ là không có một cái tâm lý nào mà nó căng thẳng lắm. Nên là vận động viên Nguyễn Văn Chí luôn thể hiện được cái kỹ thuật cũng như là các cái chỉ đạo của huấn luyện viên. ASEAN lại là một cuộc chiến khác, cam go hơn nhiều với Chí, nơi anh sẵn sàng đối đầu và chinh phục. Do nước chủ nhà Indonesia chủ động cắt cả 3 nội dung mà Việt Nam giành huy chương vàng tại SEA Games 2017, nên các võ sĩ chủ lực buộc phải luyện ăn để tăng cân, đôn lên hạng cân cao hơn. Riêng Chí, từ hạng cân 90kg sở trường, phải tăng thêm 5kg nữa để thi đấu ở hạng 95kg. Và Chí đã phải mất 3 tháng điều chỉnh chế độ ăn tăng thêm 6-7kg, rồi gần vào giải ép 1-2 cân cho người nhanh nhẹn, linh hoạt để khi vào thi đấu có thể đạt phong độ tốt nhất. Trên đất Indonesia, dễ dàng lọt tới trận chung kết. Và chính 2 ngày trước trận chung kết mới là một cuộc chiến thực sự với Chí. Chiến đấu với áp lực thành tích, với nỗi lo trọng tài, trước một cơ hội lịch sử. 2 ngày với Chí dài như 2 năm bởi tâm trạng bồn chồn, mất ăn mất ngủ. Dù được huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng động viên, nhưng Chí không tránh khỏi bị tâm lý. Chính điều này khiến anh chàng hộ Pháp nhập cuộc không tốt trong trận chung kết gặp đối thủ Malaysia. Anh để đối thủ đánh trúng nhiều lần, thậm chí trúng cả mặt, chảy máu, dẫn tới choáng váng và phải nằm sân. Thế nhưng, bằng sự lì lợm, ý chí thép, Chí đã bật dậy, vượt qua đối thủ để giành tấm huy chương vàng quý giá. ASEAN Indonesia thì vận động viên Nguyễn Văn Chí của chúng ta là trước khi vào trận đấu thì cũng đã có một chút căng thẳng. Ở hiệp thi đấu thứ nhất thì vận động viên Nguyễn Văn Chí thì là cũng tức là chưa tự tin và chưa nghe sự chỉ đạo của ban huấn luyện, cho nên là vận động viên Nguyễn Văn Chí đã tức là đánh những cái đoàn của mình, sở trường của mình đánh. Thế thì bị vận động viên của Malaysia đánh ngã 2 đoàn và Malaysia cũng đã dẫn trước có những lúc lên đến 7-8 điểm. Thì sau đấy thì đến hiệp 2 thì ban huấn luyện cũng đã nhắc nhở và là yêu cầu Nguyễn Văn Chí là phải thực hiện theo cái sự chỉ đạo của ban huấn luyện. Thì vận động viên Nguyễn Văn Chí đã thực hiện đúng những cái gì mà ban huấn luyện đã nói là phải vào đoàn trước, xong đấy rồi bắt chân chứ không tự đánh đơn đoàn đơn. Mà chúng tôi yêu cầu vận động viên Nguyễn Văn Chí là phải vào đánh thì mới phù hợp với cái lối đánh của Nguyễn Văn Chí. Thì chúng ấn tượng nhất là ở trận chung kết ASEAN và thắng ngược Malaysia. Như một cái nghiệp vận vào mình, ngay sau khi trở về từ ASEAN, Chí lại tiếp tục trải qua một cuộc chiến mới. Để được đấu ASEAN, Nguyễn Văn Chí đã phải đôn tới 5kg. Giờ đây, nhà vô địch Á vận hội này lại phải ép đủ 8 cân trở về hạng cân sở trường để dự giải châu Á. Điều đó được thể hiện chỉ trong 10 ngày, đủ biết Chí phải gồng mình gắng sức, khốn khổ như thế nào. Và tất nhiên như thường lệ, anh vẫn vượt qua một cách ngon lành. Nguyễn Văn Chí sinh ra dường như đã để dành riêng cho pencastilat. Và pencastilat bấy lâu nay đã chính là cuộc sống, số phận ngọt ngào của anh.
sau khi chinh phục đỉnh ASEAN, chẳng có bất cứ điều gì thay đổi với Chí. Có chăng là niềm hạnh phúc khi mình và các đồng đội được quan tâm hơn. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là một ngôi sao và cũng không muốn làm ngôi sao. Nhà vô địch cũng không hề ý thức rằng một cách tự nhiên mình đã trở thành một hình mẫu phấn đấu cho các đồng đội và các đàn em không chỉ môn pencastilat. Em chỉ ăn với tập thôi, còn ngoài ra chẳng làm gì nữa. Ngày tập 3 ca rồi sáng chính xong rồi chiều là hết thời gian rồi, cũng chả thời gian đi chơi mấy nữa. Tối đến thì 9 giờ điểm danh rồi cũng không được đi chơi muộn nữa. Trong thi đấu silat nói riêng ấy, thì có những trận đấu mà hiệp 1, hiệp 2 thì đã biết kết quả trận đấu rồi. Thế nhưng mà có những cái trận đấu mà vận động viên Chí thua hiệp 1, hiệp 2, nhưng mà hiệp 3 thì nói chung là vận động viên cả hai bên đều đuối sức. Thế nhưng mà về cái ý chí của Chí đã vượt lên được những cái khó khăn về cân nặng rồi về điểm số thua trong thi đấu hiệp 1, hiệp 2 và em đã bật lên, em đã quyết tâm hết mình. Nhiều khi mình nhìn thấy em thực hiện những cái mà cái cố gắng, năng lực thì nó như là mình cố gắng 200% sức. Chí là một tấm gương tốt sáng nhất của cả đội. Mọi người cố gắng được theo Chí, nói gương Chí rất là nhiều. Bạn ấy tập lên rất là nhanh, thành tích rất là cao. Niềm hạnh phúc với anh đơn giản mà cũng lớn lao chính là thảm đấu, phong tập, nơi anh tập luyện hết mình và chiến thắng chính mình, vượt qua mọi thử thách. Như 4 năm để trở thành người khổng lồ về cân nặng, như 3 tháng để trở thành nhà vô địch ASEAN. Rất nhiều đỉnh cao phía trước đang chờ kẻ chinh phục vĩ đại và người khổng lồ may mắn này.